bố chồng bắn chết con dâu rồi tự sát. Vào khoảng 15 giờ 30 phút chiều ngày 26 tháng 2, tại thôn Chú Lãi, xã Thanh Vận, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Cạn xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng. Chị Lự Thị Ích, sinh năm 1996 cùng chồng đang phát cỏ phía sau nhà thì bị ông Nguyễn Đình Thi Ích, là bố chồng chị Ích, dùng súng tự chế bắn trúng. Chị Ích bị thương nặng và đã tử vong trên đường đi cấp cứu. Ông Thi Ích sau đó đã dùng súng tự sát, chết tại nhà. Được biết, vợ chồng chị Lự Thi Ích mới làm nhà, tách ra ở riêng cạnh nhà bố chồng được vài tháng. Trước khi án mạng xảy ra một ngày, giữa chị X và ông TS xảy ra mâu thuẫn gia đình dẫn tới xô xát, sau đó đã được lực lượng chức năng và chính quyền địa phương hòa giải. Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé.